Vâng, thưa anh Ngọc, hôm nay thì đội tuyển Ý thi đấu, nhưng mà tại sao anh không có mặt ở Zurich mà lại có mặt tại tại Bern, nơi Hà Lan và Pháp thi đấu ạ? Bởi vì một lý do đơn giản là vì hôm nay tôi tin rằng là Ý sẽ thắng Romani, cho nên là tôi sẽ dành cái trận đấu mà tôi cần phải xem với đội tuyển Ý là cái trận đấu với cả đội tuyển Pháp. Romani là một đối thủ tương đối khó, nhưng mà cả lịch sử cho thấy rằng là Italia luôn luôn vượt trội các cầu thủ Romani. Ngoài ra, cái yếu tố tinh thần cũng như là cái việc mà họ đã ở chân tường cho thấy là Ý sẽ phải thắng. Cái trận đấu cuối cùng giữa Ý và Pháp sẽ là trận đấu chung kết của cả hai đội, cả Pháp và Italia, và tôi mong đợi là một cái trận chung kết nữa sau 2 năm sau World Cup. Về mặt sức ép thì sao? Sức ép thì rất là lớn. Sau khi trận đấu mà đầu tiên khi mà Ý bị thua Hà Lan với tỷ số rất là đậm là 0-3 thì báo chí Italia đã chỉ trích các cầu thủ Italia, đặc biệt là chỉ trích ông Roberto Donadoni, huấn luyện trưởng của họ. Báo chí Italia thì đã nói rằng là trong nội bộ của đội tuyển Ý có một số trục trặc, có một số mâu thuẫn. Họ nói rằng là những cầu thủ mà không được ra sân trong trận đấu đầu tiên với đội tuyển Hà Lan thì đã lên tiếng chỉ trích các cầu thủ trong trận đấu đó thì nó không tốt. Họ chỉ trích Donadoni rất nhiều. Họ nói rằng là Donadoni chỉ là một sản phẩm tồi của bóng đá Italia, và họ nói rằng là trong số những huấn luyện viên mà đã cầm quân đội tuyển Italia thì chưa có một huấn luyện viên nào tồi như ông Donadoni. Ngoài ra, họ cũng chỉ trích các cái bố trí chiến thuật, họ cũng chỉ trích các cái gọi thay đổi chiến thuật như những cái bố trí nhân sự của ông Donadoni trong trận đấu đó, và họ nói rằng là cái ghế của Donadoni đang rất là nóng. Nếu như Donadoni không thắng Donadoni trong trận đấu tới thì Lippi sẽ thay thế. Thì anh đánh giá như nào về cái độ nóng, về cái sức căng thẳng cả trong và ngoài trận đấu giữa hai đội trong ngày hôm nay? Italia phải thắng, đấy là điều đương nhiên, và sức ép đối với họ là điều rất lớn. Ngoài ra thì cái trận đấu này còn bị nóng, còn được nóng lên bởi rất nhiều cái lý do khác. Ở Italia hiện tại đang có 600.000 kiều dân Romani. Gần cái khu của tôi ở Roma thì có một cái trại gọi là trại xóm liều của người Zigan, thì hầu hết những người trong số đó đều mang quốc tịch Italia, mang quốc tịch Romani. Và những người đó thì đã bị cảnh sát rồi là bị chính quyền tìm mọi cách để đuổi ra khỏi đất nước Italia. Và tôi nghĩ rằng là người ta đang tìm cách làm cho cái trận đấu này nóng lên theo nhiều cách. Hôm qua tôi có hỏi một người Romani ở Zurich thì anh ta nói rằng là gia đình anh ta đang sống ở Italia, nhưng mà họ không dám ra đường, họ không dám đến các cái quán bar, họ không dám ra các quảng trường để ăn mừng, để xem trận đấu giữa Italia và Romania, bởi vì họ sợ rằng là khi mà họ thể hiện họ là người Romania thì họ sẽ bị đánh, họ sẽ bị có một cái thái độ nào đấy không tốt. Vâng, xin cảm ơn anh và chúc đội tuyển Ý của anh hôm nay sẽ thành công.